Thưa quý vị và các bạn, trong chiến lược phát triển của nghị quyết huyện ủy nhiệm kỳ 2015-2020, huyện Hải Lăng đã đề ra nhiều chương trình hành động và nhiều hướng phát triển đa dạng trên các lĩnh vực nhằm từng bước đưa huyện nhà thực hiện thắng lợi chương trình xây dựng huyện điển hình văn hóa và tiến tới xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới trong thời gian gần nhất. Trong đó, chương trình xóa nhà tạm bợ rốn nát cho hộ nghèo và hộ cận nghèo là một hoạt động mang tính xã hội nhân văn, góp phần quan trọng để hộ nghèo có điều kiện vươn lên trong cuộc sống. Là một hộ nghèo ở thôn Quy Thiện, xã Hải Quy, huyện Hải Lăng. Mấy chục năm qua, gia đình bà Thái Thị Thông phải sống trong căn nhà tạm bợ rột nát. Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, lại thường xuyên bị đau ốm, nên dù rất chịu khó làm ăn, nhưng cuộc sống của gia đình bà Thông vẫn không thoát được cảnh nghèo khó. Trước hoàn cảnh đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Hải Lăng đã hỗ trợ 40 triệu đồng để xây nhà đại đoàn kết, giúp gia đình bà Thông vượt qua khó khăn và có nhà ở ổn định. Được lấy hoàn cảnh nhà đình tôi đau ốm là từng có mấy chục năm rồi, nhưng về hoàn cảnh tôi là con dài, tôi đau ốm nhưng tôi già cửa là rất nát, tôi không thể mà làm được cái nhà. Nhưng chứ là giờ Mặt trận với chính quyền là giúp đỡ cho tôi là làm được một cái nhà, và tôi rất là cảm ơn. Mà tôi để từ nay trở lên là tôi mưa bão gió bay nữa thì tôi không lo nữa. Hải Quy là một xã vùng sâu của huyện Hải Lăng. Cuộc sống của bà con nhân dân còn gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, để giúp các hộ nghèo và cận nghèo có điều kiện vươn lên trong cuộc sống, nhiều năm qua, Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân và Ủy ban Mặt trận xã đã tập trung mọi nguồn lực để huy động nguồn vốn hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo và cận nghèo. Theo đó, từ năm 2015 đến nay, toàn xã Hải Quy đã xây dựng mới được 45 nhà đại đoàn kết và sửa chữa 15 nhà ở cho hộ nghèo và cận nghèo. Hiện nay, Hải Quy đã cơ bản xóa xong nhà tạm bợ rột nát cho hộ nghèo và hộ cận nghèo. Trong nhiệm kỳ qua, thì bằng sự quyết tâm của Mặt trận và sự phối hợp, đặc biệt là sự phối hợp nhịp nhàng giữa Mặt trận và Ủy ban xã và đặc sự chỉ đạo của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận huyện, sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy, thì Mặt trận đã phối hợp với các ngành đã đi gặp mặt các con em làm ăn xa quê, người địa phương, rồi các doanh nghiệp, rồi đặc biệt là các mạnh thường quân, nên đã huy động được trong 5 năm một nhiệm kỳ đã huy động được 45 nhà đại đoàn kết và sở với tổng số tiền là hơn 1 tỷ thì đã xây dựng, và đến nay xã Hải Quy là cơ bản là không có nhà tạm bợ rụt nát. Còn đây là ngôi nhà đại đoàn kết của ông Phan Văn Tặng ở thôn Phú Kinh, xã Hải Phong, vừa được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Hải Lăng hỗ trợ 40 triệu đồng và vừa khởi công xây dựng vào tháng 5 năm 2020. Gia đình ông Tặng là một hộ cận nghèo với hoàn cảnh rất khó khăn. Gia đình đông người, đất ruộng ít, lại ở vùng sông nước, nên nhiều năm qua cuộc sống gặp không ít khó khăn, nhất là về nhà ở. Với những khó khăn đó, nên khi được hỗ trợ nhà ở, gia đình ông Tặng sẽ có điều kiện để vươn lên, thoát nghèo trong thời gian gần nhất. Ở đây vùng sâu vùng xa thì mùa mưa bão thì rất là nguy hiểm, bão rất lớn, mà nhà là tạm bợ thành thử ra sợ hằng lột tôm tôn vì phến phách đó, sợ hằng là không bảo đảm được cuộc sống. Thành thử ra hôm nay được sự quan tâm của Mặt trận của huyện thì đã giúp đỡ cho gia đình tôi được cái nhà để có mái ấm, để cho cuộc sống được yên ổn hơn. Cũng là một xã thuần nông của huyện Hải Lăng, trong 5 năm qua, bên cạnh phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an ninh quốc phòng và phát triển văn hóa xã hội, xã Hải Phong đã chú trọng đáng kể đến chương trình xóa nhà tạm bợ rột nát cho hộ nghèo và hộ cận nghèo. Đây cũng là chương trình hoạt động mang tính xã hội hóa cao. Nhờ vậy, sau 5 năm thực hiện, Hải Phong đã sửa chữa và xây mới được 45 ngôi nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo và hộ cận nghèo trên địa bàn toàn xã. Qua đó đã góp phần quan trọng giúp cho hộ nghèo, hộ cận nghèo vươn lên trong cuộc sống, đồng thời giảm hộ nghèo trên địa bàn toàn xã xuống còn 3,66%. Nhờ sự quan tâm của lãnh đạo của cả cấp cũng như các mạnh thường quân và cùng bà con nhân dân trên địa bàn toàn xã cũng như trong và ngoài địa phương cũng đã tích cực triển khai thực hiện, và đến nay cơ bản là xã đã thực hiện hoàn thành việc xóa nhà tạm cho hộ nghèo và hộ cận nghèo. Chương trình xóa nhà tạm bợ rột nát cho hộ nghèo và cận nghèo là hoạt động mang tính thiết thực và đã trở thành phong trào xã hội hóa trong toàn thể cán bộ, nhân dân huyện Hải Lăng.
tất cả các xã, thị trấn đều đưa chương trình xây dựng nhà đại đoàn kết vào nghị quyết hoạt động của Đảng ủy. Theo đó, các địa phương đã xây dựng được quỹ vì người nghèo nhằm góp phần hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở, hỗ trợ đột xuất mục tiêu phát triển kinh tế, hoạn nạn đối với hộ nghèo và cận nghèo. Đặc biệt, chương trình xây dựng nhà đại đoàn kết đã giúp các xã thực hiện tốt tiêu chí số 11 về nhà ở cho hộ nghèo, góp phần quan trọng vào chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Tôi thích nghĩ rằng đây là một chương trình mang ý nghĩa nhân văn rất lớn, nó giúp cho hộ nghèo và hộ cận nghèo ổn định được cuộc sống và giúp cho địa phương chúng tôi đạt được cái tiêu chí số 11 về xây dựng nông thôn mới. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện cái công tác cái chương trình này một cách mạnh mẽ hơn nữa, chỉ đạo cho mặt trận và các thành viên triển khai một cách đồng bộ để cho thực hiện tốt hơn về cái chương trình này. Xác định đây là một nội dung hết sức quan trọng và có ý nghĩa nhằm nâng cao đời sống cũng như góp phần an sinh xã hội tại địa bàn. Thì từ khi có chương trình, chúng tôi đã đưa vào nghị quyết để thực hiện và bằng nhiều cách làm hay có ý nghĩa, huy động từ cả cấp cả ngành, đặc biệt là công tác xã hội hóa, góp phần ổn định đời sống kinh tế để cho bà con an tâm sản xuất. Với phương châm không để ai bị bỏ lại phía sau, thời gian qua, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Hải Lăng, Ban Vận động Quỹ vì người nghèo huyện Hải Lăng đã triển khai tổ chức thực hiện nhiều cuộc vận động ủng hộ quỹ vì người nghèo, đem lại những kết quả thiết thực. Để có số liệu chính xác và có phương án hỗ trợ xây nhà ở đối với hộ nghèo trên địa bàn một cách phù hợp, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Hải Lăng chỉ đạo Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các xã, thị trấn phối hợp với các tổ chức đoàn thể và hội chữ thập đỏ tiến hành rà soát, thẩm định cụ thể số hộ nghèo và cận nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn cần hỗ trợ xây dựng nhà ở, đảm bảo công khai, minh bạch và đúng đối tượng. Căn cứ vào các tiêu chí như hộ nghèo, hộ cận nghèo có đất ở hợp pháp, không tranh chấp, đang ở nhà tạm, xuống cấp, không đảm bảo an toàn, tách hộ ít nhất 5 năm và phải được thôn, tổ dân phố bình xét đề nghị hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết. Theo thống kê, từ năm 2015 đến nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Ban Vận động Quỹ về người nghèo trên địa bàn huyện Hải Lăng đã vận động được nguồn quỹ trên 14,2 tỷ đồng. Theo đó, đã hỗ trợ xây dựng và nâng cấp, sửa chữa 371 nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết cho các hộ nghèo và cận nghèo với trị giá 11,1 tỷ đồng. Ngoài ra, các chương trình trợ giúp sản xuất, hỗ trợ chữa bệnh, khó khăn, hỗ trợ học sinh nghèo cũng được các cấp mặt trận từ cơ sở đến huyện thực hiện hiệu quả. Để việc vận động quỹ vì người nghèo trong thời gian tới đạt hiệu quả cao, thì Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận các cấp, Ban Vận động Quỹ ngày vì người nghèo tập trung tuyên truyền các cái chủ trương, chính sách của Đảng và thực hiện tốt cái nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ 16 nhiệm kỳ 2020-2025 về các chỉ tiêu giảm nghèo bền vững gắn với các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Ủy ban Mặt trận các cấp tích cực tập trung tuyên truyền vận động, động viên các tập thể, cá nhân, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, nhất là các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia ủng hộ quỹ ngày vì người nghèo, nhất là việc tập trung đẩy mạnh xây dựng nhà mới, sửa chữa, bàn giao nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, thực hiện hoàn thành cái đề án xóa nhà tạm bợ dột nát cho hộ nghèo. Xóa nhà tạm bợ dột nát cho hộ nghèo là một chương trình hành động mang tính xã hội và nhân văn, góp phần vào việc thực hiện thành công tiêu chí về nhà ở trong chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt hơn, khi chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã bước sang một giai đoạn mới với yêu cầu nâng cao chất lượng tiêu chí nhằm đảm bảo tính bền vững và hướng đến xây dựng các xã, huyện nông thôn mới kiểu mẫu. Với mục tiêu này, công tác xóa nhà tạm bợ dột nát cho hộ nghèo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Hải Lăng đã trở thành phong trào ý nghĩa, thiết thực nhằm đem lại cuộc sống ấm no cho nhân dân theo đúng chủ trương của Đảng và Nhà nước.